những câu chuyện cổ tích phổ biến nhất về AI marketing. Như chúng ta đã biết, khi một thứ gì đó hoàn toàn mới xuất hiện trên thế giới, một thứ chưa từng tồn tại trước đây, mọi người sẽ phản ứng theo những cách khác nhau. Có người kinh hãi, có người khâm phục, có người không hiểu. Tất cả những phản ứng đa dạng này tạo ra một sự hỗn loạn thông tin lớn. Những người lo lắng nhất bắt đầu chia sẻ nỗi sợ hãi của họ và số lượng phỏng đoán, bỏ sót và hiểu lầm đang tăng lên mỗi ngày. Trong tình huống này, nhất định phải có những người mà mọi thứ xảy ra đều mang lại lợi nhuận rất cao, bởi vì họ có thể truyền bá những lời đồn thổi có lợi cho họ để hướng mọi người đến những dự án mà họ cần. Vì vậy, hóa ra những người nghi ngờ trong nỗi sợ hãi đưa ra quyết định thấp, những người hoài nghi nhất kiếm lợi từ nỗi sợ hãi của người khác, và những người có thẩm quyền nhất càng tránh xa những vụ bê bối và lời mời lừa đảo này càng tốt. Đây chính xác là những gì xảy ra trong marketing trong thời gian lỗi kỹ thuật và cấu hình lại. Chúng ta thấy gì bây giờ? Marketing đã tập hợp được xung quanh mình rất nhiều đối tác năng động và có năng lực trên khắp thế giới. Đương nhiên, cơ sở đối tác như vậy là một yếu tố thuận lợi cho các dự án khác, cả trung thực và gian lận. Do đó, những kẻ lừa đảo siêng năng thông tin đồn về marketing cố gắng kéo mọi người vào bẫy của chúng. Do đó, hôm nay trên Radio, chúng tôi phân tích các thông điệp chính về marketing và kiểm tra xem có bao nhiêu sự thật và bao nhiêu tin đồn trong đó. Vì thế, chuyện cổ tích số một người máy không tồn tại, chúng chỉ thu tiền. Khi di chuyển từ trang marketing đến bất kỳ cửa hàng nào trong số 20.000 cửa hàng, ngay cả một người dùng không chuẩn bị kỹ thuật cũng có thể thấy trong thanh địa chỉ rằng trước tiên họ truy cập trang web của công cụ tổng hợp tiền hoàn lại, sau đó trực tiếp đến trang web của cửa hàng. Hơn nữa, trong phần bán hàng, mỗi nhà đầu tư có thể thấy việc mua hàng đã diễn ra ở những cửa hàng nào, nhờ vào quảng cáo được tạo bằng cách sử dụng khoản đầu tư của mình. Chúng tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi cho các cửa hàng lớn nhất, Alutter, Ý Hơi và những người khác về việc họ có làm việc với marketing hay không và luôn nhận được câu trả lời khẳng định rằng có. Marketing là một trong những đối tác của họ. Một người tỉnh táo hiểu rằng các cửa hàng được nêu tên thuộc về các tập đoàn quốc tế lớn nhất và tất nhiên, đáp ứng chính xác cách thức hoạt động của quy trình kinh doanh của họ và không làm hài lòng marketing hay bất kỳ ai khác. Có một robot, cái gọi là MarketBot. Như đã viết trên trang web marketing, MarketBot là một công nghệ cho phép bạn dự đoán nhu cầu của người tiêu dùng và sau đó, phù hợp với kết quả của dự báo này, các chiến dịch quảng cáo hiệu quả được thiết lập. Và không quan trọng liệu công nghệ này sẽ được gọi là MarketBot hay thứ gì khác, nhưng thực tế là các công ty quảng cáo mang lại thu nhập cao là điều hiển nhiên trong văn phòng của mọi nhà đầu tư và chúng ta sẽ nói về điều này chi tiết hơn khi thảo luận về câu chuyện cổ tích số 7. Ở lại với chúng tôi. Và bây giờ chúng ta hãy chuyển sang câu chuyện cổ tích số 2, tất cả phụ thuộc vào tỷ lệ tiền điện tử. Một lần, khi marketing đang cấu hình lại quy trình kinh doanh của mình do bị chính quyền Nga ngăn chặn, họ buộc phải tạm ngừng thanh toán cho đối tác trong một tháng. Một tháng sau, các khoản thanh toán đã được khôi phục và các đối tác nhận được thù lao, bao gồm cả tháng này. Nhưng theo thời gian, những thay đổi kỹ thuật này trùng với sự sụt giảm của tỷ giá tiền điện tử. Những người không hiểu cách hoạt động của hoạt động kinh doanh quảng cáo sẽ nghi ngờ rằng có lẽ có điểm chung nào đó giữa các quy trình diễn ra trong marketing và trong thị trường tiền điện tử. Hơn nữa, phiên bản này đã phát triển quá mức với một số lượng lớn chuyện ngụ ngôn và ngày nay là một trong những câu chuyện cổ tích phổ biến nhất. Tiền điện tử có được sử dụng trong kinh doanh marketing không? Có, nhưng chỉ là phương tiện gửi và rút tiền của những đối tác thấy phương thức này thuận tiện nhất. Câu chuyện cổ tích số 3, họ muốn bỏ trốn bằng tiền của nhà đầu tư. Đó là một trò lừa đảo. Để hiểu được câu chuyện cổ tích này, chúng ta hãy cùng nhắc lại những nét đặc trưng nhất của các dự án lừa đảo. Chúng có hai đặc điểm chính. Các dự án lừa đảo tồn tại tối đa vài tháng, và đôi khi chỉ vài tuần, các dự án lừa đảo không ngừng tích cực kêu gọi đầu tư vào chúng. Những gì chúng ta thấy trong marketing? Thứ nhất, doanh nghiệp này đã tồn tại hơn 5 năm. Thứ hai, hàng triệu người trên khắp thế giới nhận tiền từ marketing mà không cần bất kỳ khoản đầu tư nào, như một khoản tiền hoàn lại từ việc mua hàng của chính họ. Những gì chúng ta thấy trong marketing? Thứ nhất, doanh nghiệp này đã tồn tại hơn 5 năm. Thứ hai, hàng triệu người trên khắp thế giới nhận tiền từ marketing mà không cần bất kỳ khoản đầu tư nào, như một khoản tiền hoàn lại từ việc mua hàng của chính họ. Chuyện cổ tích số 4, đây là kim tự tháp. Mọi người rất hay nhầm lẫn giữa kinh doanh đa cấp và mô hình kim tự tháp. Và nếu không có gì xấu trong kinh doanh MLM, thì sẽ có điều gì đó tiêu cực rõ rệt phát ra từ kim tự tháp. Và có biết điểm khác biệt cơ bản giữa kinh doanh đa cấp và sơ đồ kim tự tháp là gì không?
Trong một doanh nghiệp MLM thực sự luôn có một sản phẩm. Nó có thể là bất cứ thứ gì, mỹ phẩm, công khai giảm béo hoặc quảng cáo như trong e-marketing. Và trong trường hợp này, những người tham gia vào quá trình kinh doanh thường vì có lợi nhuận từ việc bán một sản phẩm như vậy. Và về nguyên tắc, không có sản phẩm nào trong kim tự tháp, chỉ đơn giản là có sự phân phối lại quỹ từ những người mới tham gia thành những người đã tham gia trước đó. Chúng ta đã nói về thực tế rằng sản phẩm chính của e-marketing là quảng cáo trên Internet trong chương trình này khi phân tích câu chuyện cổ tích số 1. Chuyện cổ tích số 5 không thể nhận tiền mà không đầu tư gì cả. Chẳng hiểu sao mọi người không ngạc nhiên chút nào khi nhận được những món quà, đồ lưu niệm từ bạn bè, hội bạn thân. Và một món quà lưu niệm được mang theo, ví dụ, từ kỳ nghỉ và tặng cho một người bạn là gì. Đây chỉ là một dấu hiệu cho thấy thái độ tốt, sự trung thành với người này. Một số cửa hàng cho phép mình có những biểu hiện tương tự của lòng trung thành khi họ tặng quà cho khách hàng quen của mình. Đây là bước đi bắt buộc của họ do tính cạnh tranh cao. Các công ty như e-marketing đã xây dựng công việc kinh doanh xung quanh vấn đề này. Họ đưa khách hàng đến các cửa hàng cụ thể, nhận thanh toán từ các cửa hàng đó và chia sẻ chúng với khách hàng. Những người mua như vậy có nhận được tiền như vậy không mà không cần đầu tư gì cả. Về mặt hình thức, có. Nhưng ở mức độ sâu hơn, cửa hàng trả tiền cho khách hàng khi chọn cửa hàng cụ thể đó. Hơn nữa, các khoản thanh toán liên kết trong e-marketing chúng có thể được coi là tiền nhận được mà không cần đầu tư không. Nếu bạn đã mời ai đó tham gia e-marketing, điều đó có nghĩa là bạn đã dành thời gian và năng lượng để mời bạn bè của mình. Và những nỗ lực này của bạn được đền đáp bằng phần thưởng của đối tác. Trên thực tế, đây là mức thù lao tương tự như mức thù lao của một giám đốc bán hàng. Câu chuyện cổ tích số 6 họ tiếp tục lên tiền thông qua NBO. Và những thời điểm kỳ lỗi kỹ thuật xảy ra trong MSN, các đối thủ cạnh tranh và những kẻ lừa đảo bắt đầu vui vẻ nói về việc công ty được cho là sắp đóng cửa. Các đối tác đầu kinh nghiệm của e-marketing đã quan sát màn xiếc này hơn một lần, vì vậy họ phản ứng với những gì đang diễn ra khá bình tĩnh. Và các đối tác nghi ngờ hoặc vẫn chưa có kinh nghiệm bắt đầu nhớ những gì đã xảy ra trong các dự án lừa đảo mà họ đã tham gia trước khi các dự án đó đóng cửa. Thông thường, có một bộ sưu tập các quỹ bổ sung, nhưng đại diện của e-marketing thì ngược lại, vào thời điểm khối lượng kỹ thuật, yêu cầu không nạp thêm tiền vào hệ thống. Ở đây, logic của những kẻ lừa đảo tố cáo bị phá vỡ, nó như thế nào? Không có gây quỹ bổ sung. Đồng thời, các đối tác của e-marketing cũng làm việc với ING Network, là đối tác của e-marketing. Bất chấp các quy trình đang diễn ra trong e-marketing, trong mạng ING, các đối tác vẫn tiếp tục nhận được tiền thưởng cho công việc đã hoàn thành trước đó. Và đôi khi, để nhận được phần thưởng này, các đối tác cần phải mua nộp tệ ENBO. Đây là quá trình mà các nhà phê bình có tính gọi là thu thêm tiền. Nhưng lập luận này không đứng ra chỉ trích, bởi vì không ai ép buộc các đối tác e-marketing mua ENBO vào thời điểm tái cấu trúc kỹ thuật. Điều này có thể được thực hiện sau đó, với hệ thống hoạt động hoàn toàn và không có bất kỳ rủi ro nào. Câu chuyện cổ tích số 7 kinh doanh thật không thể có thu nhập cao như vậy. Và thu nhập cao nhất bạn có thể nhận được trong kinh doanh là bao nhiêu? Tất nhiên, điều này phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh. Và ngày nay rõ ràng là các lĩnh vực kinh doanh mới mang lại lợi nhuận lớn hơn so với kinh doanh của các thế hệ trước. Ví dụ, công nghệ thông tin đã mang lại nhiều lợi nhuận hơn đồ họ. Điều này được thể hiện rất rõ qua các doanh nhân thay thế các doanh nhân giàu khí trên toàn thế giới. Ví dụ, hãy so sánh danh sách Forbes ngày nay và 20 năm trước. Một trong những loại hình kinh doanh công nghệ thông tin có lợi nhuận cao nhất là quảng cáo trên lệnh lưu lượng truy cập. Các chuyên gia có năng lực nhất kiếm được từ 200% 400% mỗi tháng. Như chúng ta đã biết, chuyên năng quảng cáo lưu lượng truy cập là bản chất của quá trình kinh doanh trong e-marketing. Tất nhiên, nhận được thu nhập cao từ các chiến dịch quảng cáo tùy chỉnh, e-marketing trả một phần thưởng đáng kể cho các đối tác của mình. Những người muốn, họ có thể rất dễ dàng ngồi xuống và tự mình tính toán tính kinh tế của quá trình này. Và chúng tôi chắc chắn sẽ mời các chuyên gia kinh doanh trên lệnh lưu lượng đến em radio để nghe mọi thứ từ môi các chuyên gia trong một cuộc phỏng vấn với họ. Câu chuyện cổ tích số 8 e-marketing là một doanh nghiệp MLM. Một số đối tác tin rằng e-marketing là một hoạt động kinh doanh MLM, nhưng đó là một sai lầm. Trong e-marketing, chỉ có một mức thủ lao liên kết. Sự hiện diện của một cấp không tương ứng với khái niệm tiếp thị đa cấp. Đồng thời, e-marketing hợp tác với các công ty ING Network. Nhưng hoạt động chính của mạng ING chính xác là tiếp thị đa cấp. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng đây là một công ty riêng biệt. Và chỉ có 19% tổng số người dùng e-marketing hoạt động song song với các dịch vụ mạng ING.
chuyện cổ tích số 9 bọn họ lừa đảo từ trước. E-marketing đã hoạt động tích cực trong thị trường quảng cáo hơn 5 năm. Trong thời gian này, có 4 lỗi kỹ thuật lớn trong công việc của công ty, nhưng sau mỗi lần hỏng hóc này, công việc đã được khôi phục lại hết công suất và các đối tác của E-marketing nhận được tất cả thù lao của họ đến từng xu. Tất nhiên nếu họ làm việc theo E-marketing qua IMB hệ thống mà. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về điều này, hãy nghe chương trình lịch sử của E-marketing trên Em Radio. Câu chuyện cổ tích số 10, họ có ứng dụng di động mà bạn có thể sử dụng thay vì trang web. Điều đó không đúng. Đại diện của E-marketing tại các cuộc họp giao ban với các đối tác đã nhiều lần thông báo rằng chỉ có trang web của công ty là có sẵn cho người dùng E-marketing. Công ty không có bất kỳ ứng dụng di động nào được xuất bản trên App Store hoặc Google Play. Tuy nhiên, nếu chuyển sang Google Play và Apple Store, chúng ta sẽ thấy các ứng dụng di động xuất hiện thường xuyên, tương tự như cách phối màu và hình ảnh với E-marketing. Hãy cẩn thận, đây là những kẻ lừa đảo. Bản chất của âm mưu lừa đảo như sau: người dùng tải xuống ứng dụng, nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu từ tài khoản của mình vào đó. Ứng dụng lưu dữ liệu này và do đó những kẻ lừa đảo nhận được dữ liệu mà chúng có thể nhập vào tài khoản thực của người dùng trên E-marketing trang web và xử lý tiền của mình.